Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ sang loạt bài tiếp theo là mình sẽ chuyển file Photoshop sang HTML. Một layout Photoshop như thế này. Đó, nó có từng cái chi tiết được ta thiết kế sẵn như thế này. Chúng ta tham khảo chút. Chúng ta có background màu trắng. Rồi, chúng ta có phần header, trong đó có banner. Có cái đối tượng trên taskbar, phần header nha. Rồi tiếp theo chúng ta có phần menu, phần nút, phần nút nav. Rồi mình có phần một cái article tiếp theo là chúng ta có ở nguyên cái nhóm banner này. Và sau đó thì chúng ta sẽ có cái ba phần bên dưới. Section 1 mình có thể là có phần này, section 2 phần giải thưởng và section 3 phần sản phẩm mới. Thì quyết định cuối cùng là phần footer. Thì cái trang mà tôi đã mở ra rồi, tôi chuyển rồi đó là trang này đây. Chúng ta sẽ xem. Đây, đã chuyển ra từ HTML rồi. Ở đây chúng tôi đã dùng những cái thẻ HTML 5. Thì chúng ta đó là đã có cái NAV như thế này. Đó. Và NAV này tôi có cái background hơi trong suốt một chút xíu. Chúng ta thấy là đưa ma vây mình vẫn thấy nhìn được cái chữ máy tính bảng dưới của banner. Và tiếp theo ở đây sau này tôi sẽ sang loạt bài khác, tôi sẽ nói về jQuery để cho chúng ta đưa những cái ảnh này nó được chạy bằng cách nick từng cái nút ở trên này, ba nút, năm nút, và mình sẽ chuyển những cái quảng cáo ở trong cái phạm vi này thôi. Đây có hai mũi tên đó, qua và lại. Thì khi kích những mũi tên này nó sẽ chạy hình, hoặc là kích những cái hình tròn này nó sẽ chạy hình. Tiếp theo là đây là phần tab. Đó, chúng ta có hai cái tab như thế này đã được chuyển từ Photoshop ra định dạng về. Đây là phần hàng, các cái sản phẩm mình muốn bán trong nhanh danh mục hàng mới về. Và đây là các cái phần giải thưởng, cúp, vân vân. Thì chúng ta muốn chuyển bằng HTML5 thì chúng ta sẽ xem một số cái tiến trình làm việc như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu layout của mình. Để tìm hiểu layout rồi mình phân vùng trên cái layout đó. Chúng ta phân vùng, chúng ta cắt ảnh trên layout người ta để chuẩn bị cho HTML. Rồi mình sẽ tạo file HTML đó bằng cách chúng ta có thêm các cái file CSS phụ và định dạng trang bằng CSS. Đây là cái giao diện chúng ta vừa mới thấy hồi nãy. Thì giao diện ở đây, website này tôi làm hai giao diện, giao diện chính và giao diện phụ. Giao diện phụ này sẽ là những cái template. Các cái thẻ HTML5 mà tôi dùng ở đây, tôi dùng đây là đầu tiên là mình sẽ viết thêm một thẻ header, thẻ section, thẻ article, thẻ size, thẻ footer và nav, thẻ chuyển hướng. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu công việc bằng cách chúng ta sẽ vào file Photoshop và chúng ta xem các phần. Thì với an toàn quan sát ở đây ha, thì trên này hết cái phần này đó. Phía trên cái nav này nha, thì tôi cho nó khu vực này là khu vực header. Rồi tiếp theo là khu vực này là khu vực nav, khu vực nav. Rồi khu vực này là một article trong đó nó bao gồm những cái ảnh để quảng cáo. Tiếp theo là dưới này chúng ta có một article nữa. Trong article này tôi có ba section, tôi có ba section, section 1, section 2 và section 3. Cuối cùng tôi có một footer. Đó, tôi có footer. Và cái footer này sẽ chạy dài suốt 100% của website của mình. Chúng ta xem xét cái footer ở trên đây. Đây. Nó chuyển dài luôn. Tôi cần chôn trừ cho nhỏ giao diện lại. Chúng ta vẫn thấy là nó chạy dài. Thì trang web này của tôi làm là cái phần footer và phần navigation. Đó, background của nó được chuyển 100%. 100% so với cái trang của mình. Thế thì làm cách nào? Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái file Photoshop chúng ta như sau. Bây giờ tôi sẽ đi tới phần logo, đúng không?
Thì chúng ta sẽ phóng lên như thế này. Là chúng ta sẽ lấy công cụ của chúng ta slide. Đây, công cụ slide của chúng ta nằm trong này, slide tool. Và chúng ta sẽ khoanh vùng cái khu vực này lại. Sao cho nó bao vừa đủ cái logo của mình. Mình kích phải vào, mình chọn lệnh edit slide option và chúng ta đặt tên ở đây là logo cho tôi. Logo. Rồi, tiếp theo mình suy nghĩ coi cái khu bên này chúng ta cần cắt gì không. Thì tôi chỉ muốn chuyển ở đây là những cái icon nhỏ này ra thôi. Rồi, chúng ta cứ vẽ đã. Bạn muốn cho nó chính xác thì chúng ta sẽ kéo gai ở chỗ này. Đó. Và khi mình cắt thì nó chỉ có khác nhau về chiều ngang thôi, chứ chiều cao thì nó bằng nhau. Đó. Tôi tạm thời tôi tắt, tại vì chúng ta có những cái gai cũ, tôi chưa có chuyện. Rồi chúng ta xem thêm ở đây. Thì cái nút này tôi chọn Auto Select Layer để tôi chọn cái layer này cho nó dễ. Đâu rồi? Ta xem đây ha. Đây. Đăng ký thành viên. Tôi tạm thời tắt thì ta sẽ lấy được cái nốt này ha. Đây là một cái thì tôi muốn nằm gọn trong cái hiện này của tôi đó. Có thể là tôi sẽ, một là mình giảm cái size, hai là tôi giảm cái ảnh, thì tôi muốn thích giảm cái ảnh nhỏ lại, nó vừa vịn vào đây. Ảnh này thật tình thì khi mình style mình chịu khó bằng cách mình phóng lớn lên, phóng lớn lên mình làm lấy cho nó chính xác. Rồi sau khi mình đã slide được từng phần như vậy thì chúng ta đã tiếp tục đặt tên edit ở đây. Vậy là cái này là y nhá, viết tắt của icon tài khoản. Rồi y ở đây là đăng nhập, icon đăng nhập và cuối cùng icon rõ hàng. Rồi chúng ta có icon điện thoại trên này. Rồi. Tí xíu chúng ta sẽ search ra. Bây giờ mình tính tới ở cái chỗ cái menu này. Thì menu này tôi sẽ cắt một phần bắt đầu từ trên này xuống dưới đây. Thật tình menu của mình á là nó sẽ cao từ ở trên đây nè, từ ở chỗ này xuống tới đây là nhá. Nhưng mà nó thiết kế hơi đặc biệt một chút, thì đây là cái chiều cao của cái NAV thôi, còn cái background nó thì chỉ nằm tới đây. Thì tôi không thích lấy cái phần trắng ở trên đây, tôi chỉ muốn là tới đây thôi. Thì sau khi tôi lấy xong thì tôi cũng kích phải vào và edit slide option, tôi đặt tên cho nó, cái đây là background, viết tắt background ha, NAV. Rồi ở đây thì tôi không thích lấy nhiều như thế này. Tôi sẽ edit slide option lại. Tôi đặt tên đây là background NAV nhưng mà ở trạng thái over. Tí tôi đưa mouse vào thì sẽ được vậy. Bây giờ tôi muốn cho nó là 5 vuông thôi. Tôi chỉ lấy cái phần nhỏ ở trên này, tôi xích nút tới đây một chút. Để tại vì chúng ta có cái phần trong suốt đó, cho nên cái chính là cái phần trong suốt của cái màu đen này đây. Thì tôi lấy 5 vuông là cũng nhiều rồi, có khi tôi chỉ cần lấy 1 vuông thôi. Tiếp theo là tôi lấy cái icon của cái trang chủ này đó. Thì tôi edit nếp và đặt tên đây là eHome, xích qua đây một chút xíu. Rồi giờ tới cái phần banner dưới đây. Thì banner thì tôi sẽ chạy lấy từng hình một. Tôi sẽ lấy qua đây. Lấy hết xuống đủ cả cái thiết kế dưới này. Thì đặt tên ở đây, edit banner lớn đi ha. Đó, số 1. Thì sau này tôi sẽ làm thêm số 2, số 3, số 4, số 5 tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Ở đây tiếp theo thì tôi sẽ lại lấy một miếng bên đây và ở dưới này nữa. Đây là những cái quảng cáo phụ. Đó, thì cái này đặt tên là B1, cái này là B2. Xuống tới đây thì tôi chỉ cần hình này thôi.
Thì tôi đặt ở đây là email đi ha, img à, chùa ở bao đây. Thì tôi cần hai cái nút này. Đúng ra thì mình nếu mà đưa ma vào chúng ta không để đậm lên thì chúng ta có thể là chỉ cần cắt một cái, nhưng mà khi đưa ma vào mình để đậm nó hover đậm lên, cho nên tôi sẽ xuất hai cái. Đấy, tôi sẽ vẽ làm sao hai cái này bằng nhau, cách làm bằng nhau như thế này. Thì cái này tôi đặt tên là mũi tên nhé, hơi bullet đi, bullet AB ở bao ha, tôi cho 12 vuông, 12 12. Tương tự ở trên này tôi cũng vẽ và tôi cho nó 12 12 thì đương nhiên là sẽ bằng nhau. Thì ở trên này là khi hover vô nó sậm như thế này đây, thì mũi tên AB hover à, bullet AB hover ha, đặt cho chính xác giống như kia luôn đi. Rồi để tí lắm chúng ta đưa nó vô. À, chúng ta chịu khó phóng lớn lên bằng cách chúng ta bấm cầm chân trừ, còn chân cộng ha, còn chân cộng là phóng lớn, còn chân trừ là thu nhỏ. Rồi ở đây chúng ta có cái đường viền như thế này. Đó, đường viền đó, mờ mờ chạy từ đậm sang mờ. Thì nếu mình chỉ định dạng bằng CSS không thôi thì chúng ta không đạt được cái việc này, cho nên tôi vẫn bắt buộc chúng ta phải cắt một cái đường viền. À, thì tôi lấy đường viền này là xài chung cho các nhóm là được rồi. À, tôi sẽ tắt cái chữ hàng mới về này đi. Hàng mới về này tôi không xuất hình mà tôi sẽ xuất nó, tôi sẽ dùng text và định dạng nó bằng CSS. Mình tiếp tục, mình sẽ đặt tên cho cái bác, cho cái viền này. À, đặt tên là viền đi. Ok. Ở đây tôi sẽ lấy một miếng này. À, 20 2 100 đi. À, mình sẽ lấy sao cho nó bằng hai bên ha. Thì cái này là mũi tên của hàng mới về. 22 110. Cho 20 cũng được, 20 110. À, rồi tôi sắp xếp làm sao cho nó không thiếu cái gì hết. Thì cái này mình quên đặt tên cho nó là mũi tên trái, đúng không? Mũi tên left, mũi tên trái. À, mình copy luôn để khỏi gõ cho bên đây. Rồi tiếp theo chúng ta lại lấy bên này. Đó, kích phải vô. À, mình đổ này vô và chúng ta đổi tên, này là mũi tên bên phải của nó. Và mình sẽ cho 22 110. Đó, thì chắc chắn là nó sẽ bằng nhau. Cái này chúng ta sẽ style ha, chứ không cần cắt hình. Chúng ta sẽ cắt cả cái hình này mấy bạn. Đúng không? Đó. Cái này là thumb ha. À, chúng ta chỉ khó đặt tên như vậy thì khi ra nó rất đẹp. À, khu vực này thì trước mắt là tôi sẽ cắt luôn một phần luôn. Đúng ra thì chúng ta sẽ style, chúng ta chỉ tôi sẽ dùng tí nữa tôi sẽ style cái phần đó ha, không cần cắt, không cần, nó không phải là hình. Thì ở đây tôi cắt một cái hình cấp trên này, một cái hình giải thưởng bằng khen ở dưới đây. Rồi kích phải đặt tên tiếp tục ở đây nè, cấp, và ở đây à, bằng khen thì đó. Phần footer thì nó là hai màu cho nên tôi cắt thẳng phần từ trên xuống thế này. Tôi đặt tên ở đây là background footer. Rồi sau khi tôi cắt xong cho các phần thì tôi sẽ tắt background của nó đi như sau. Mình tắt mắt background màu trắng. À, thì chúng ta sẽ thấy được là những cái khu vực chúng ta cần trong suốt. À, mình sẽ lấy cái trong suốt ra rất là dễ, ví dụ như cái nút này. Đó, nó sẽ thấy nó trong suốt. Tiếp theo là những cái anh bạn này. Đấy, thì mình phải tắt thêm những cái ban thanh ở dưới này đi. À, mình xem mình tắt hết được chưa. Đó, đúng không? Đó, lấy một được một cái, tắt thêm cái nữa. Ta nhớ chúng ta để chế độ là auto select layer để mình nick vào cho nó dễ. Để đôi khi cái file Photoshop không phải do mình thiết kế. Đó, không phải do mình thiết kế
Ở đây thì tôi thiết kế, nhưng mà ví dụ như mấy em mà khi vào công ty làm thì đôi khi là họ sẽ giao cho file Photoshop đã được làm thiết kế rồi, và mình có nhiệm vụ là code cho chuyển sang web cho họ. Sau khi mà tôi đã tắt background ha, bắt đầu tôi đúng mọi thứ rồi thì tôi sẽ lấy cái lệnh là nhớ lệnh này ha, save for web, vô trong menu file chúng ta lấy lệnh save for web, và chúng ta sẽ lần lượt chọn ha, chúng ta chọn à, chúng ta thấy hiện bây giờ mình đang là cái đuôi JPEG đấy. Thì cho vậy là cái ảnh mình đang là cái dạng thức JPEG thì nó sẽ này, cái background luôn là có màu trắng. Chúng ta chọn PNG 24 thì nó sẽ trong suốt như thế này cho mình. Thì tôi muốn mình cái này đã chọn là nó background trong suốt ha. Cứ cần chân cộng lên như thế này mấy bạn. Và sau đó chúng ta phím Shift nha mấy bạn. Nhấn giữa nhấn Shift à, chúng ta sẽ đi vào được à, đây nữa à. Đây nữa. Những cái gì là PNG chúng ta sẽ chọn một lúc. À, và mình chọn đây PNG 24. Thì nó sẽ được thế này cho mình. Có hết chưa? Hết rồi ha. Cái này tí xíu mình quay trở lại mình cắt tiếp. Mình còn trên cái banner navigation này, chúng ta còn cái đường viền này nữa này, và cái hình này để chúng ta làm phần tìm kiếm. Rồi tiếp theo cái hình quảng cáo ở đây, banner quảng cáo ở đây nó là JPEG cho nên mặc định tôi để như vậy luôn, tôi chọn luôn, tôi không đổi. À, hình này nó để như vậy luôn, hình này cũng vậy. Hai hình này mình thích thì mình chuyển sang PNG, còn không thôi cũng được. Mũi tên này để JPEG, để JPEG luôn. Này để luôn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu save. À, khi mà mình lưu ra thì chúng ta sẽ tạo một cái folder cho nó. Ví dụ trên đây tôi tạo một cái folder mới. À, tôi làm website cho công ty gì, mình đặt tên cho công ty đó. Mobile Shop. Rồi, tôi sẽ chọn ở đây. Nhớ, luôn luôn chúng ta sẽ, nãy giờ mình nhấn Shift mình chọn từng slide đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn là tôi đang chọn những cái slide đó và xuất cho tôi chỉ những cái slide mà tôi đang chọn mà thôi. Còn nếu chúng ta để all slide thì chúng ta sẽ xuất, nó xuất ra rất nhiều những cái miếng mà chúng ta không mong muốn. Rồi, chúng ta xếp xuống như thế này. Đợi nó xuất ha, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra trên cái mục nhìn đấy, ở đây. Tôi đã có một phone bộ mobile shop và trong này đây là những cái hình và chúng ta vừa mới cắt hồi nãy. Thì nếu mà chúng ta cẩn thận và đặt tên đàng hoàng thì ra đây nó sẽ có những cái tên rất là đàng hoàng cho mình. À, nếu bạn không đặt tên nó sẽ lấy tên file Photoshop và đã đặt số thứ tự của slide. Thì như vậy làm cho mình rất là khó trong quá trình chúng ta làm. Như vậy thì tôi vừa mới hướng dẫn mấy anh chị cách cắt à, từ Photoshop ra rất là đơn giản bằng công cụ này, bằng công cụ này. Thường thường công cụ này nó nằm ẩn dưới lệnh crop nha, chúng ta sẽ đích giữ vào để chúng ta sẽ lấy vô. Đấy, có rất là nhiều các anh chị làm web không biết đến cái công cụ này. Cái công cụ này họ trong Illustrator cũng có, mà anh chị nếu chúng ta thiết kế giao diện bằng Illustrator thì cái công cụ này và lệnh save for web nó cũng đi theo y chang ở bên đây. Chúng ta slide ảnh y như thế này. À, cũng phân vùng, cũng phân vùng, cũng tính toán và chúng ta cũng save for web, chọn slide, đặt tên slide rồi save for web đưa ra. Thì à, sau khi tôi đưa ra rồi thì đây tôi đóng trở lại và tôi không có lưu trở lại cái gốc của tôi, là tôi sẽ mở lại file gốc. Rồi, bây giờ việc làm tiếp theo của mình là mình sẽ đi vào trong Dreamweb. À, mình vào trong Dreamweb. Thì đây là một cái trang HTML5, code bằng HTML5. Và chúng ta đã được cái này thì tôi lấy ở trong Dreamweb ha, tôi sẽ chỉ cách chúng ta, nếu mà chúng anh chị mà chưa biết HTML5 mà bây giờ muốn nghiên cứu đấy thì trong Dreamweb tôi sẽ tắt mấy tất cả những cái file mẫu của tôi xuống. Thì chúng ta có thể nghiên cứu file mẫu như thế này, khi chúng ta xin mới thì chúng ta bật sang cái phần từ Ramp Page như vậy, chúng ta sang Blank Template. Và tùy theo chúng ta muốn cái template tạo template theo cái ngôn ngữ nào, như HTML hay PHP hay CSS hoặc là Confusion hay ASP.NET, chúng ta sẽ chọn ha. Và sau khi chọn ấy, thì nó có rất là nhiều những danh mục ở đây hay những cái sản phẩm ở đây chúng ta có thể chọn. Thì ở đây tôi chọn HTML template như thế này và tôi muốn HTML này là HTML5, code là HTML5 thì tôi ok như vậy. Nó sẽ tạo cho tôi một trang.
Thì để chi chúng ta học được rất là nhiều. Chúng ta thấy là CSS họ viết thế nào trên này nhá. Rồi ở dưới đây họ đã tạo ra những cái div như thế nào đúng không? Những cái header như thế nào vân vân. Đó. Thì cái này thì trong quá trình chúng ta học lý thuyết thì chúng ta đã biết ha. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái phần thiết kế của mình. Việc đầu tiên mình muốn làm một bộ web thì mình phải cho Dreamweb nó nhận được cái folder mà mình làm việc. Thế thì cái folder mình làm việc hồi nãy nó chính là folder mà chứa cái email này ở trên desktop của tôi. Đó, trên desktop của tôi ở đây. Tôi đang có folder mobile shop và bên trong nó có tất cả cái dữ liệu để làm web. Do vậy ở trong main Dreamweb tôi sẽ khai báo một size mới như thế này. Tại vì sau này chúng ta có thể link JavaScript rồi link rất là nhiều thứ như CSS hoặc là một số cái hiệu ứng khác. jQuery rồi JavaScript vân vân. Do vậy thì chưa kể là chúng ta có database về sau nữa thì chúng ta phải chọn luôn luôn cho Dreamweb nó quản trị của mình. Thì ở đây tôi đặt tên cho web của mình, cái site của mình ha. Là mobile shop. Rồi tôi nick vào đây, local site folder. Chúng ta sẽ ra ngoài desktop mà chúng ta chọn vào cái folder chúng ta đã vừa mới xuất hình. Và chúng ta ok, save lại, chúng ta có folder vậy. Tiếp theo là chúng ta tạo file HTML. File HTML này tôi muốn đó chính là trang chủ của tôi thì tôi đặt tên ở đây là index ok số. Rồi. Tôi sẽ đặt tiêu đề ở đây là mobileshopping.com. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ bắt đầu dùng CSS ta định dạng lại. Thì tôi sẽ chỉ chúng ta vừa gõ code và vừa dùng các bảng công cụ ở trong Dreamweb để chúng ta định dạng thiết kế của mình. Thì đầu tiên là tôi muốn chúng ta có một cái giao diện như thế này. Thế vì cái giao diện này kích thước như thế nào? Chúng ta nhìn vào image size. Ở đây tôi đang thiết kế 1.000 pixel chiều ngang. Chiều cao tôi không cần quan tâm và tôi muốn khi mà trang web của tôi được hình thành thì luôn luôn nó nằm ở giữa cho dù tôi có cần chôn trừ nhỏ lại cỡ nào lúc nào nó cũng nằm ở giữa nha. Do vậy ở đây tôi sẽ tạo một cái div thì muốn insert một div thì chúng ta sẽ nick ở chỗ này insert div đây là dùng công cụ ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo một CSS mới. CSS này nó có bốn dạng. Chúng ta đã học rồi. Dạng là từng thẻ một HTML chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những thẻ trong đây. Rồi dạng class hay dạng ID hay dạng là cấp cha cấp con các cấp giảm cấp ở trong. Thì ở đây tôi muốn định insert một cái div mà tôi dùng ID. Tên của ai của cái div này của cái ID này là wrapper. Rồi. Vậy thì CSS này cái code tôi để vào đâu? Tôi không nếu mà tôi ok ngay thì nó sẽ chèn lên trên đây. Tôi không muốn vậy, tôi muốn đưa ra ngoài một file. Thì tôi gạch chọn ở đây là new style sheet file và tôi ok. Bây giờ nó nói file ở đâu, đặt ở đâu, tên gì, đặt tên đi. Thì tôi tạo một cái folder CSS. Nó mở ra và bên trong tôi đặt tên file của tôi là default. Rồi, tôi save như thế này. Thì sau khi em làm xong, chúng ta thấy là nó có file default nó kẹp vào chỗ này đây. Và chúng ta định dạng cái gì ở trong cái bảng này, nó sẽ được lưu vào đây. Nó vào cái file CSS và nó định dạng cái bố cục lên trên cái trang HTML cho mình. Trong cái bảng CSS này thì nó chia ra nhiều nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm type, nó liên quan tất cả gì liên quan đến phông chữ. Nhóm background liên quan đến cái nền bên dưới là hình hay là màu có lặp lại hay không, tọa độ như thế nào. Nhóm block là nhóm chúng ta tạo cái khối của nó, khối text này nó như thế nào. Nó có hiển thị block hay hiển thị table block hay là hiển thị inline. Rồi có giống giữa, giống trái, giống phải về cái text đó hay không, từng ký tự trong đó như thế nào, letter spacing, word spacing vân vân. Tiếp theo là chúng ta đi xuống cái khối box. Nó có nhóm bốc, cái nhóm bốc này nó cho mình định dạng khu vực của mình. Chúng ta đang tạo khu vực chuẩn bị tạo là độ rộng nhiêu, chiều cao nhiêu, có float left, not right gì đâu không, hay là clear nó có font đó đi,
Hoặc chúng ta có cho batting margin gì không thì nằm trong khối nhóm nhóm box. Tiếp theo nhóm border là đường viền, nhóm list là những cái chấm đầu dòng chúng ta muốn bỏ hay là muốn thêm. Nhóm positioning để chúng ta ứng dụng, chúng ta làm một số cái hiệu ứng cho NAV, menu con, vân vân, extension và transition hiệu ứng của nó. Bây giờ tôi muốn là cái grabber này của tôi lấy lại cái này 1.000 pixel và luôn luôn căn giữa để chọn auto là đủ rồi. Thì chúng ta thấy bây giờ nó sẽ đưa cái code qua đây và anh bạn mình như thế này. Thì cái bài này tôi muốn một là bạn có thể gõ thẳng deep ở đây, sau đó bạn định viết bên này đúng không, nhưng mà bây giờ tôi đang chỉ chúng ta dùng công cụ ở trong Dreamweaver. Chúng ta nhớ công cụ rất là đơn giản trong các bạn command này, chúng ta kích vào đây thôi, insert deep, tiếp theo mình insert image, insert table, insert rất là nhiều thứ ha, nó nằm trên bảng command. Rồi sau khi chúng ta có deep wrapper này rồi thì bạn thấy ở đây tôi chưa định dạng cho body. Thì thường thường luôn luôn lúc nào người ta cũng có một cái định dạng chung cho cái trang của mình đó, để xem là khi bạn đổ chữ vô thì cái chữ nó màu gì, size bao nhiêu, rồi định dạng background margin của nó thế nào vân vân. Thì cái trang này background của nó thì bạn thấy nó là một cái màu trắng hết luôn, thì mặc định là nó có mình màu trắng rồi thì mình không phải định dạng nữa. Tôi chỉ cần định dạng phông chữ chung cho nó thôi. Thì phông chữ ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta nhận file Photoshop mà ta không biết là người ta làm bằng size phông gì, size bao nhiêu, thì chúng ta sẽ chọn chế độ Auto Select Layer và chọn cái nhóm text, và chúng ta double click vào cái text trong layout, trong folder layer này, trong trong cái bảng layer này, và chúng ta sẽ nhìn lên trên đây mình thấy là ở Arial Regular 14. Vậy thì chúng ta thấy nó cái định dạng của nó, và ở đây chúng ta thấy mã màu, chúng ta màu chúng ta thấy người ta làm đi khoảng chỗ này 666 đúng chưa. Vậy thì chúng ta sẽ về lại bên Dreamweaver và chúng ta định dạng body cho nó như sau. Mình chọn ở đây trong bảng CSS này đúng không, bây giờ thay vì mình gõ vào đây thì chúng ta có thể xin mới, next new đây, lấy luật và bạn sẽ chọn cái luật thứ ba là body. Tôi muốn code viết vào trong cái trang này đúng không, tôi đang mở trang CSS này để viết tiếp vào đây đúng không, bạn thấy body ngay. Và tôi muốn ở đây là Arial size 14 và màu 666. Rồi margin tôi muốn mọi thứ nằm sát lên thì margin tôi cho bằng không, rồi tôi ok thì chúng ta có vậy. Thế thì thường thường là body luôn luôn mà định dạng trước của wrapper bằng sau. Thì tôi sẽ save lại. Chúng ta có như vậy. Sau đó bây giờ tôi muốn chia ra các thành như sau. Đầu tiên là tôi muốn một cái header. Thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ dùng một thẻ header và xuyệt header như thế này. Phần này là phần phần đầu. Tiếp theo, tôi tới phần navigation và tôi cũng xuyệt NAV. Hồi nãy tôi có phân tích chúng ta trên này, là tôi sẽ cho nhỏ lại chúng ta phân tích lại nha. Đây, header là từ đây tới đây. Đó, để xíu nữa tôi sẽ tạo header kích thước bao nhiêu nhiêu cho rồi bên trong header đó là mới bỏ cái gì vô. Tiếp theo vào khu vực này của NAV đây, NAV menu của mình chỗ này. Đấy. Bây giờ tôi muốn chỗ này là một một article, trong này một cái article này tôi có nhiều những cái hình, ba cái hình. Tiếp theo trong một cái article này nữa tôi có ba section và tiếp theo cuối cùng là tôi footer được chưa. Vậy thì tôi sẽ viết các cái thẻ đó như sau. Thì tôi có header rồi, navigation rồi này, thì bây giờ tôi muốn tới một cái thẻ nữa là thẻ article. Đây là một một thì tôi chưa sai gì hết ha, tôi sẽ tạo từng thẻ thôi. Đây là phần article. Tôi có hai article, tôi sẽ copy một article nữa xuống đây. Trong article này tôi có ba section, thì tôi sẽ tạo ở đây một cái section, ba section, thì copy ra ba cái, một, hai và ba. Đấy ha, thì ba cái này tôi tạm thời tôi táp vô rồi cho mấy chị dễ hình dung một chút. Rồi cuối cùng là tôi tới footer. Dạ. Thì bây giờ tôi sẽ có
những cái như thế này trên cái cốt là mình. Thì do mình chưa cái style gì hết cho nên chúng ta có trên giao diện như thế này. Bây giờ tôi sẽ định dạng cái head này như thế nào, đúng không? Thì chúng ta sang Photoshop, chúng ta đo khu vực head. Vậy là head của mình từ đây tới đây là chiều cao 128 pixel. Tôi sẽ phóng lớn để chúng ta dễ thấy hơn. Đây. 100. Vẽ sáp vào đây đi. Từ trên trở lên. Đó, 121. Tôi lấy chẵn 120. Thì vậy là chiều cao là 120. Thì vậy thì tôi sẽ sau khi có thẻ hét rồi, tôi đặt vào trong cái phần hét này. Tôi sẽ xin mới CSS ở đây. Ở đây tôi sẽ chọn Tags. Chưa được. À, đúng ra thì mình viết đúng thì cái hét nó sẽ chạy vào. Để xem nếu được thì mình sẽ dùng, không được thì mình sẽ hết hết rồi thử NAV lần nữa coi được không ha. NAV thì hiểu ha. Hết này nó lại không hiểu, không sao, không hiểu ta gõ nè, chúng ta gọi hết. Xin lỗi, nó là header các bạn, header ha. Rồi thẻ header chứ không phải hết ha. Sau đó mình đặt vào thẻ header này, chúng ta sẽ style mới đó. Thì nó thấy là header nằm con wrapper, nếu mình để vậy cũng đúng, mà mình không muốn mình bỏ bớt đi, dùng header thôi cho gọn ha. Tôi ok, header này mình muốn gì, tôi bảo là chiều này thì là 1000, về này thì nãy chúng ta đo là 120. Rồi ok xuống. Rồi vậy thì bây giờ header của mình nó đã style được này. Tôi cho rộng trước cao sau nha. Chiều rộng chiều cao. Rồi save xuống. Tiếp theo là tôi tới navigation. NAV này tôi làm gì trong này? Thì chúng ta đã có một cái như thế này. Tôi mới lấy NAV không thôi ha. Ok. Nav này tôi lấy background, hồi nãy tôi có cắt background, tôi vào đây, chúng ta có background có tên là background navigation. Chiều cao là 40, chiều rộng là 2. Bây giờ chiều rộng của tôi muốn nó lấy hết 100% nhé của thiết kế. Thì ở đây tôi sẽ cho nó lặp lại để bề ngang cho tôi. Và chúng ta sẽ quan sát, tôi muốn làm bắt cái NAV này không phải là chỉ chiều cao 40 mà chiều cao nó kéo từ đây xuống này. Đó, nó khoảng 50. Nó 50 và cái hình này nó chỉ có 40, vậy thì hình này nó phải nằm bên dưới của cái phần 50 đấy. Thì do vậy tôi sẽ vào bên đây. Tôi nói rằng bề ngang là 100%. Bề cao là 50. Đó. Nhưng do cái hình của tôi nó chỉ có 40, tôi muốn hình của tôi được lặp ngang nhưng mà nó sẽ nằm xuống dưới chân, bắt đầu từ bên trái và nằm ở dưới bottom của cái thiết kế 50 pixel chiều cao đấy. Đấy. Thì sau khi em làm xong, chúng ta sẽ có một cái background như thế này, chạy 100%. Navigation. Tiếp theo phần article này. Phần article này thì chúng ta sẽ thiết kế là bề ngang là 100% như bình thường. Đó. Nhưng mà bề cao thì cái bề cao của cái này tôi không có nói, thì tự động nó sẽ lấy vô, thì article tôi viết một lần tôi xài luôn cho cả article này, article hai article luôn giống nhau, tức là bề ngang 100%. Rồi tôi để đây ha, và tôi style viết tiếp theo article, tôi xóa bớt cái wrapper đằng trước. Rồi ok, thì tôi bảo là anh bạn này cho tôi 100%, nếu cần thì tôi thêm margin cho tôi căn giữa. Nhưng mà mỗi một cái article này này nó tách ở bên trên ra, chúng ta sẽ xem thiết kế ha. Khu vực này nó cách một cái khu vực 20 pixel, 20 pixel, chỗ này cũng vậy, cũng phải 20 pixel để mới tới với nhau ha. Thì cho nên tôi sẽ cho từ trên xuống là 20, hai bên trái phải ha là ô tô. Ở phía trên, ở bên dưới là 10 thôi. Phía trên thụt xuống 20, bên dưới là 10. Rồi tôi ok, thì chúng ta có phần article. Không có nói chiều cao bao nhiêu hết thì chúng ta được như vậy. Rồi tiếp theo section, thì từng section trong này tôi muốn đưa dữ liệu vào đây cho chúng ta dễ hình dung chứ không có không thì
chúng ta hơi khó đúng không? Thế bây giờ tôi tạm thời là mình có article rồi ha, có ba cái section này kích thước bao nhiêu thì sẽ bây giờ muốn dễ biết là một section bên này là bao nhiêu thì chúng ta sẽ kéo cái phạm vi bên trong này thôi nha, tại vì nó là 900 và cứ vẽ đi, giờ tôi sẽ sửa lại, nó là 900 option. Cái này của mình là 980 pixel ha. Đó. Trong 980 này tôi mới chia ra divide slice ra làm 3. Thì tôi sẽ chọn divide theo chiều dọc ra làm 3 thế này. Giờ tôi ok, vậy là một phần về là bao nhiêu? Để tôi kích phải cho tôi xem. Vậy là một phần nó là 186. Wow, chưa được. À, mình bỏ chọn đã nha. Mình lấy công cụ trong này nữa là công cụ slice select tool. Bây giờ mình không chọn, giờ mình chọn lại, giờ mình kích ra ngoài, bỏ chọn rồi kích vô chọn lại, mình kích phải vào, chúng ta sẽ edit nó coi. Vậy là 327 ha, 327 một một section. Và tôi có 3 section như vậy. Thì vậy thì tôi để section ở đây và tôi style. Ở đây mình có thể cho chiều cao 186 luôn ha. À, chúng ta sẽ mà tôi cũng không muốn cho đâu, mình để tí nữa mình thiết kế đến đâu tự động nó chiều dài nó sẽ đổ xuống tới đó, nó giãn xuống. Cái này là nãy mình mới sấy là bao nhiêu coi lại ha, là 327. À, đăng nhập vào đây là 327 float left nha, tại vì chúng ta có ba cái nằm sát nhau. Giờ tôi muốn nói luôn, chúng ta xem luôn ha, nếu mình để như vậy thì tí nữa mình thiết kế đó là các cái dữ liệu nó sẽ nằm sát nhau lắm. Thì tôi muốn là thế này là 327 đúng rồi, nhưng mà nó đẩy bắt đinh, cái này bắt đinh nằm sát nè, cái này bắt đinh cho nằm sát luôn đi. Rồi tôi sẽ lấy như vậy cho chúng ta thấy nó mọi thứ nó đẹp hơn chút xíu. Tôi sẽ lấy chẵn là 310 thôi, 310 và tôi đẩy padding bên trái là 17 pixel. Vậy thì cộng lại nó cũng là 327 nha. Và tôi flat left. Ok. Rồi. Thì sau khi bạn làm thiết kế xong và bạn làm thêm cái article section đấy thì chúng ta sẽ có 3 section. Tôi sẽ cho chữ vào đây một tí, chúng ta thấy vấn đề của mình ha. Đó, 3 section, mỗi section nó sẽ là một phần như thế này. Thì chúng ta muốn thấy nó rõ hơn thì tôi muốn cho thêm một cái định dạng như thế này, tôi viết chung ha. À, bây giờ tôi gom chung tất cả vào một cái như thế sau. À, tôi muốn là header này. À, phẩy này. Article này. Vậy này, NAV nữa này, section này, đó. Tất cả đều được hiển thị ra khối cho tôi, div này lock cho tôi, đó, để tôi dễ thấy. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là nó sẽ tạo ra cái khối, những cái đường dây cho mình dễ thấy thế này ha. Đó. Thì do tôi chưa có nói chiều cao bao nhiêu cho nên là mấy cái này nó sẽ chồng chồng lên nhau. Thì tôi muốn cho rõ ra, thì cái ví dụ thôi ha, thì mà sau này tôi sẽ không cần, tôi bỏ đi. À, chúng tôi sẽ cho này là 186 như chúng ta thấy hồi nãy. Đấy. Thì cái section này nó sẽ nở ra 186 thế này trong cho chúng ta thấy 3 section. Rồi. Tôi muốn có thêm một bây giờ đến footer này. Tôi sẽ định dạng footer. Tôi để chỗ vô footer thế này và tôi style mới ở đây. Footer thì tôi muốn gì, tôi cũng ok xuống. Tôi biểu là footer thì tôi có background footer rồi đó, lấy vô. Đây bạn này chiều cao 82 anh chị nhớ ha. Repeat chục ngang. Và tôi biểu là 100% cái màn hình. Ở đây thì tôi sẽ cho chiều cao là 82. 82. Rồi. Thì tôi vừa nãy chúng ta vẫn để footer nằm bên trong cái div wrapper. Đúng không? Thì thứ nhất là do mình nãy mình plot left ở trên này và bây giờ mình tạo footer mình không cái clear mình thì sẽ ta sẽ thấy nó nằm kẹt lên trên sau trên này. Thứ hai là tôi muốn bao cái footer này nằm 100% màn hình chứ không phải 100% deep deep wrapper, thì tí xíu tôi sẽ đưa cái footer này ra ngoài. À, bây giờ tôi sẽ style lại một tí cho cái này nó thấy xuất hiện.
Thì có hai cách. Cái thứ nhất, nhanh nhất là chúng ta sẽ đưa vào đây lệnh lên. Lìa. Là mình thấy đúng chỗ ngay. Nhưng mà tôi muốn viết chung ra để khi nào tôi cần cái ly thì tôi lại lấy, chứ không phải bạ đâu tôi viết, mỗi chút tôi mỗi viết. À, thì ở đây tôi sẽ cắt anh bạn wrapper này lên trên cho nó hệ thống lại một chút xíu. Đây đi. Đấy ha, vậy là body này, wrapper này, header này, navigation này, article này. Rồi, ở các section của mình và footer nha, và đây là lệnh viết chung. Bây giờ tôi muốn định dạng thêm. Tôi muốn định dạng thêm những cái class à, để cho khi chúng ta cần clean tới đâu thì cần clear tới đâu thì ta xài đến đó. Thì ở đây tôi sẽ viết như thế này, clean retro, thì tôi cho ở đây lệnh clear của tôi sẽ là clear hết cả hai bên trái phải với chiều cao. À, tôi lấy line 2 cũng được, còn lấy 2 cũng được. Đấy, line 2 bằng 0. À, nếu mà tôi sử dụng lên 0. Và tiếp tục như vậy, tôi cho khoảng mà dăm ba cái ở đây. Lên 10. 5 đi ha, nếu mà lên 5 thì tôi sẽ đẩy chiều cao 5. 5 pixel ha, 5 pixel. Nếu không mới không có nhận 5px. À, tiếp theo ở đây nè, 10. Tôi sẽ cho 10px. Thêm một cái nữa, 20 luôn. Và chỗ này tôi sẽ ghi là 20px. Thì sau khi tôi làm rồi thì tôi muốn ứng dụng liền, chúng ta dễ hình dung. Thì tại cái footer hồi nãy đây, tôi bật về lại đây. Tại cái footer này đúng không? Đây. Đấy, thì tôi định dạng à, hồi nãy tôi định dạng ở đây là đi bốt đúng không? Giờ tôi xóa bốt này đi. Ha, nếu mà tôi delete đi, chúng ta thấy là nó không có chạy đúng đúng không? Thế thì thay vì à, footer tôi để trong article nha, thì tôi sẽ clean ở đây, tôi clean đây trước đi. À, tôi lấy một cái div và tôi cho lệnh ở à, đây là class với tôi là tôi lấy, nếu mà tôi lên mà tạo ra nằm sát luôn nó lên không và tôi muốn tranh xuống 10 pixel nữa rồi hãng lên rồi hãng hãng có footer thì lúc này tôi sẽ có ở cách xuống 10 pixel đây, bạn thấy cách xuống 10 thì cái div này giống như cái div mà chúng ta chặn ha, ta xóa những cái clear, xóa những cái float top left top right của trước đó. À, đồng thời là mình sao đẩy chiều cao bao nhiêu luôn. Thì đây tôi đẩy 10. Nếu mình muốn cao hơn nữa thì mình đẩy 20. À, thì do mình đã viết hồi nãy rồi. Cho mình viết hồi nãy rồi. Thì đây ta chỉ cần lấy cái lin 20 thôi. Tôi trả lại chỗ này đây. Đây. Nếu mình muốn sâu hơn thì ta tiếp 20. Thì do mình đã viết sẵn rồi cho nên mình xài rất là tiện. Đấy ha, đây tôi cho đít 10. Rồi. À, chúng ta tạm thời chúng ta có giao diện là tổng quan như thế này trước. Bây giờ tôi muốn cái footer này nó không nằm trong à, nó không nằm trong cái giao diện mà nó nằm ra ngoài. Vậy thì tôi sẽ cắt cái footer ra khỏi div ha, ra khỏi div wrapper, tôi để ra ngoài. Thì chúng ta sẽ thấy là mọi sự nó khác nhau vậy, nó chạy tràn 100%. Đây. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tiến hành đưa từng cái chi tiết vào bên trong. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có logo. À, logo mình cắt rồi, dần chèn vô thôi. Chúng ta sẽ chèn bằng cách như thế nào? À, tôi sẽ để vào trong phần header ở đây. À, tôi muốn chia ra hai bên. À, chúng ta quan sát ha. Tại trong này tôi chia hai bên, bên tay trái tôi để logo, bên tay phải tôi để cái nhóm bên này. Thì vậy thì tôi cần có hai cái phần hai bên, mỗi phần chúng ta tạo là một cái div, tôi insert một div. À, thì div bên này tôi đặt tên cho nó mới là logo. Và tôi lấy cái hình bắt logo vô bằng cách tôi sẽ chọn vào đây. À, lấy cái logo 393 mà 107. Tôi nói là không repeat nha, vào đây nhập số vô. 393 và 107. Rồi, mình float left. Tại vì mình nằm bên tay trái, xíu nữa chúng ta có phần bên kia ở bên tay phải. Rồi, chúng ta ok, chúng ta có logo như thế này, chúng ta xóa cái chữ ở trên. Thì chúng ta quan sát thêm. Hồi nãy khi mà tôi cắt thì tôi không có cắt sát.
Đó, đây tôi sẽ vẽ lại. Thường ông cắt xét như thế này. À, thường ông cắt dư vậy. Nhưng mà hồi nãy thì tôi lại cắt xét. Đó, ví dụ như hồi nãy ha, tôi chuyển lại xíu. Nãy tôi cắt từ đây vô thôi. Hiện vậy. À, thế thì thuộc tính này để nói lên chuyện gì? X và Y là tọa độ đúng không? Vậy thì từ trên này này là Y. Từ đây vào là X. Vậy thì 41 và 15, 17 gì đấy ha. Thì tôi sẽ cho đẩy vô ha. Vậy thì cái logo này tôi muốn là, tôi muốn anh bạn của mình là đẩy vô, à, margin vô trên này xuống là 10, mà nó 17 đúng không? Tôi cho 10, cứ 17 đi. Còn bên này vào 41. Ừ. Rồi ok, đấy, nó sẽ đẩy xuống đúng ý. À có thể là mình tính nó hơi nhiều ha, lấy mình đo không chính xác thì tôi sẽ trả lại, mình có thể trả lại ở đây ha. Chiều cao không có nhiều đâu, 98 đi. À xin lỗi, cái này 107 trả lại đúng rồi. Nhưng mà cái này nè, à, không phải 17, mình tên số 10 thôi. Đấy, thì nó không có bị hư gì hết ha. Đúng trong khuôn khổ của nó thôi. Tức là hồi nãy chúng ta có cái gì? Header, kích thước bao nhiêu? Chúng ta quan sát luôn nha. Mình có header 120. Thì cái hình này là 107 rồi. Đúng không? Thì mình đẩy xuống. Đẩy xuống bao nhiêu nó nằm trong diện tích 120 này thôi. Đẩy quá thì không hư đi nha. Rồi chúng ta có bên trái rồi. Bây giờ mình làm bên tay phải. Thì bên tay phải chúng ta sẽ để chỏ vào đây luôn. Và chúng ta insert một div nữa ha. Div này tôi đặt tên là taskbar. Những cái task của tôi. Và tôi sẽ cho một cái diện tích. Mình muốn biết bao nhiêu thì chúng ta cứ đo bên đây. Đây nha. Đây, từ đây qua đây. Đó, mình nên cho sát sát vô vậy luôn. À, thể sát vào đây luôn. Để mình biết được cái margin này đẩy là bao nhiêu luôn ha. Thì kích phải vô chúng ta sẽ thấy rằng cái này là khoảng 369 ha. 369, tôi cho 360 còn được. 360 cho tròn ha. Rồi, như thế này. Đó, chiều cao 109. Được chưa? À, hơi bị hụt ha. Mình xích lên chút. Đó, 365. Rồi bây giờ tôi sẽ định dạng cái nút này 365 và chiều cao là 107. À, bây giờ tôi thích plot right. Đó. À tôi ok. Ok. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái khu vực bên này. Rồi. Bây giờ làm sao đưa icon vô, đưa số vô vân vân đúng không? Thì tôi mở rộng cái taskbar này ra. À, bây giờ tôi sẽ insert. À, tôi sẽ insert làm sao một cái cho nó làm sao vào đây. Thì mình có hai cách, một là chúng ta tạo một paragraph căn nó về đây. Ở chỗ này một paragraph nữa, trong đó có ba cái A nha. Thì vậy thì tôi sẽ định hai paragraph ở đây. À, thì một cái P thứ nhất. À, tôi shift P luôn. À, tại cái P này tôi chèm một cái email thì bạn nick đây luôn cho nó nhanh cũng được. À, insert email. Thì bạn sẽ lấy cái email icon cái hồi nãy của mình xuất chưa đây ha, 31 31 không cần quan tâm số, mình chèn thẳng không cần quan tâm ha. Bây giờ mình lấy số từ bên Photoshop qua bằng cách mình lấy auto select layer nick và hotline ở đây và double click, mình lấy được cái số edit copy nó. Mình qua bên đây chúng ta để chọn bên cạnh và chúng ta cần chuẩn về xuất nó ra. Thì nó chưa được cái màu đậm theo ý mình là mình phải style cho nó. À, mình phải style. Thì vậy là cái paragraph này tôi muốn nó định dạng sát ở bên tay phải vân vân gì đó ha. Thì đây tôi nói về cái class. À, thì đây là tôi nói là phone đi. Rồi, thì tôi định dạng phone này như sau. B ha. Class phone để cho chữ phone. Thì style thế này. Thì cái phone này ha, mình muốn gì? Mình biểu là cho tôi khối lên, block lên. Bạn thấy như thế này đúng không? Thì một paragraph thường thường nó có padding và nó có padding trên, padding dưới đúng không? Thì cho tôi là bây giờ tôi không chỉ muốn padding trên thôi, không muốn padding dưới thì tôi sẽ vào đây. Đầu tiên tôi cho số 0 hết thế đã. Đây, tôi sẽ mở này ra. Bạp line mình thấy nè, đúng không? Bây giờ tôi muốn ở trên xuống 10 đúng rồi, nhưng mà như thế này thôi. Sau đó thì tôi cho độ rộng nó ngắn lại ha, nó không phải giấy hết thế này. Tôi tính theo phần trăm đi.
Cái này tôi muốn xuống còn 50% thôi để xem sao. 50%. Đó, nó vào đây. Mình muốn not right. Đó, nó nằm sát bên kia. Được chưa? Rồi. Vậy là 50% vậy ha. Tôi thấy có cảm giác là nó hơi bị nhỏ ha. Tôi cho là khoảng 70%. Đó, cỡ đó. Và tôi cho số nó bold lên. À, qua bên text tôi cho font weight bold. À, font lớn lên. Font này chắc 24 đi, apply liền. To quá ha, mình sẽ định dạng. Mình muốn bao nhiêu thì sang bên Photoshop xem lại chính xác hơn nữa. Đó thì nó như vậy, hotline của tôi. À, nó là một con số size 18. Và tôi muốn đậm hơn thì lấy màu đậm hơn. Đó, đấy là 666 thì tôi lấy là 333. Thì nó sẽ cái này nó màu đậm hơn chút xíu. À, tôi gỡ này. Rồi, vậy thì tôi đã có một paragraph hotline. Tiếp theo, tôi muốn thiết kế ba cái nút này. Thì tôi sẽ định dạng như sau. Tôi tạo một paragraph nữa. Trong paragraph này, tôi có ba cái image chèn vào trước ha. Thì tôi sẽ chèn như thế này, xem bây giờ cái email này nó nằm trong A luôn, mình tạo A trước ha, một thẻ A. Rồi trong A này tôi insert email, nó là hình này trước, không tài khoản trước ha. Dạ, ok, chúng ta còn cái nằm đây. Vậy thì tôi muốn là cái này nó không nằm tràn trên, tại vì cái này float left này, top right này, thế cái này bar graph này phải định dạng thế nào đã, đúng không? Đấy thì cái bar graph này tôi định dạng tiếp. Đó, ở đây tôi cho một cái class. Class này là nút đi, mấy cái button ha. Đấy giờ đặt tên đây là button đi. Đấy, button taskbar đi, cho nó rõ ra với button khác đúng không? Rồi, hết tập 3 mình muốn gì, mình style nó một cái. Vậy là cái paragraph button path taskbar này của tôi thì tôi muốn là đầu tiên là lock ra cho tôi thấy mặt mũi nó ra làm sao nè. Rồi, thì nó đang bị đẩy lên do nó mình chưa có clear. Đúng không? Vậy thì bạn muốn bạn tí nữa bạn lấy clear bạn đẩy vào thì nó sẽ nằm xuống. Hoặc là bạn lên luôn bây giờ, tôi lên trước cho bạn thấy rồi tí sẽ ra ngoài tôi nói lên bot như thế này. Đúng không? Thì nó sẽ đẩy xuống nằm diện tích vào đây. Thì ở đây tôi muốn đẩy margin xuống, bát đi xuống một chút xíu nữa. Thì tôi sẽ vào đây đẩy xuống ha. Bát đi. Tôi muốn bát đi đẩy xuống thêm 5 pixel. Đó, anh đã đẩy lui xuống một chút rồi nhiều hơn đi 10. Rồi, lại chung cho bắt đến margin hay hơn. Tôi delete này lại ha và tôi bỏ này. À, chúng ta đang có thì tôi cho này là 10 thử coi. À, là 10 nó ngắn như thế này. À, mình cho đó là 30. Nó không có xuống. Vậy thì khỏi nói bắt đinh ha, cái này không luôn cũng không sao này, cho to cho không luôn ha. Nó nằm sát đây cho thấy này. Bây giờ tôi muốn cách xuống thì tôi dùng bắt đinh tôi đẩy đẩy xuống cho tôi 10 này, nhìn rõ thấy hơn ha. Rồi ok, thì đây tôi có một email này ở trong một A, email này nằm trong A ha, thì tôi muốn có ba email như thế. Tôi gõ luôn đây cái chữ là mình mở lên đây xem chữ gì ha, đăng ký thành viên ha, chọn thẳng vào đây luôn cho nó khỏi mất công viết đây ha, double click vô. À, size 12 ha, chúng ta copy nó sang bên đây để chúng ta thả nó vô đây. Đăng ký thành viên, bỏ cắt bớt hai chữ này đi. Đây một A. Rồi tôi cho chữ này đây đây để tí tôi gõ ha. Rồi A thứ hai nè, A thứ hai tới đây xuyệt A. Rồi enter xuống dòng đi, A số 3. Đi đâu thì xíu nữa mình sẽ nói ha.
A số 4 đó, từng A1 là những cái link. Thì cái A tài khoản này tôi có cái icon tài khoản của nó ấy. Đây. Tiếp theo cái giỏ hàng tôi cũng có cái icon cắt rồi. Đây. Rồi ha, chúng ta có ba cái vậy. Bây giờ chúng ta sẽ style. Thì A này tôi tạm thời thường thường thì tôi nick vào đây tôi link tới một cái bảng nào đó ha, thì cái bảng đó cái trang đó tôi tính sau. Thì tôi cho link rỗng trước. Đó, link dấu thằng. Link tại chỗ để chúng ta định dạng thôi cái đã. Rồi sau này khi mình có form rồi thì mình có database chúng ta muốn link đầu link. Vậy sau khi xong chúng ta có vậy. Bây giờ định dạng nó nè. Đặt chỗ vô A. Tôi style thế này. Đó. Những cái bất những nằm trong cái bar wrap button taskbar và có A có link á thì tôi định dạng sẽ như sau. Đầu tiên là chữ không có màu xanh nữa, một màu như vậy. Size bây giờ đã 12 thôi. Và thấy nó nhỏ lại như vậy, đúng chưa? Không có gạch chân nữa, nòng. Tiếp theo là background mình có cái màu nào đấy, đúng không? Thì mình muốn lấy màu chính xác sang Photoshop. Chúng ta sẽ lấy cây eyedrop. À, chúng ta sẽ lấy vào đây. Và mình lấy được cái màu. Màu của mình đó là E6. Và mình copy luôn màu bên này chắc ăn hơn. Chúng ta sẽ xem bên đây. Và chúng ta sẽ thả màu vào đây. Cho cái dấu thăng trước. Là background vậy. Vậy thì còn chuyện gì xảy ra, đúng không? Nó làm dính sát đây. Thì tôi bảo là hiển thị khối cho tôi. Block. Nhưng mà trong diện tích bao nhiêu? Đó, thì block ra vậy nè. Vậy thì mỗi một cái hiện giờ một chiều rộng chiều cao là bao nhiêu ha? Thì tôi sẽ sang đây. À, tôi không nói rộng cao nhiêu tại vì tôi chỉ cần chiều cao thôi. Thì tôi sẽ lấy anh bạn này đi. Tôi đo từ đây đến đây. À, một button này khoảng 29 pixel. Đúng không? Thì tôi sẽ về lại đây. Tôi bảo là tôi không thích lock nữa, tôi bỏ lock ra. Tôi chọn inline cũng được. À, inline hiển thị inline ha. À, nó làm lại như vậy. Và tôi muốn mỗi một bạn này là chiều này là 25. Đấy mình nói 28 đúng không? To hơi rộng đó, 25 thôi được rồi. Tôi thấy chiều cao 25 vậy. Chiều rộng bao nhiêu? Thì tôi bảo là chiều rộng của tôi thì bằng cái hình cộng với hai bát đinh hai bên ha, hai bát đinh hai bên. Bên trái là tôi là ra khoảng cho tôi 10 pixel. Bỏ này ra. Bên phải 10. Chiều rộng. Tôi lấy cái hình đó. Rồi tiếp theo. Mỗi một cái mà bắt margin ha, cách ra một chút xíu bên tay trái đi, bên tay phải đi. Cách ra 5 pixel. Đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ định dạng cho cái nút này ha, cái A này nó mở rộng ra bao trùm cả cái hình bằng cách chúng ta sẽ định dạng như thế này. Chúng ta đang có cái box thì tôi muốn mỗi một cái này nó sẽ được floor left đúng không? Đó, bạn chỉ cần floor left thôi thì vậy là cái hình nó sẽ tràn ra. Và nhớ là hồi nãy block này tôi inline đúng không? À, bạn coi nếu mà inline thì chuyện này nè, đó. Tôi thêm cái dot left nữa. À, vào trong cái box tôi floor left thì nó sẽ tràn ra như vậy cho tôi. Đấy ha. À, bây giờ tôi muốn mỗi một cái này khi mà có thêm border cho tôi à, đường viền à, đường viền à, ta xem bên đây có đường viền tôi cho là đường viền sậm hơn một tí nha, là một. Thứ hai nữa là nó bo góc, thì bo góc thì trong cái bảng này nó không có đủ, tí nữa ta sẽ viết thêm lại để cho bo góc à, đường viền một pixel solid và cái màu hơi sậm hơn ha, ta lấy cái màu 666 này đi. À, ta apply thấy nó đường viền như vậy. À, vẫn thấy nó hơi đậm thì tôi xuống thêm tí nữa. Nó đi về. Nhẹ lại ha. Và tiếp theo là tôi bo góc thì tôi sẽ qua đây tôi viết thêm. Đây ha. À, thì tôi cho một lệnh bo góc như thế này. Border radius tôi muốn bo góc khoảng 8 pixel. Thì trong thiết kế bạn không có thấy đâu. Bạn like thì
chúng ta xem thử, đúng không? Đó, nó sẽ bo góc thế này. Thì tôi muốn khi đưa hover vào thì nó sẽ đổi màu thế nào đấy ha. Thì tôi sẽ cho vào đây chiều cao 25, chiều cao dòng 25, đúng rồi. Và tôi muốn bo góc thì tôi hover rồi có màu thì tôi sẽ làm như vậy. A2 chấm hover. Và tôi biểu là khi tôi đưa vào background của tôi nó đổi cái màu sậm hơn một tí hoặc là nhạt hơn một tí ha, thì tôi sẽ chọn màu này. Vậy thôi, tôi đóng lại. Thì vậy nó như vậy. Wow, đậm quá ha. Để tôi cho nhạt đi đi. Tôi cho màu nhẹ thế này. Refresh cái. Đúng không? Đó. Đó. Rồi. Chúng ta xong được cái nội dung trên cái phần header. À, tôi sẽ save lại cho cập nhật lại những cái thay đổi. Chúng ta xem toàn thể, đúng không? Đã được như thế này. Cái phần menu này mà muốn bung ra rộng 100%, xíu nữa tôi sẽ quay lại. Bây giờ tôi muốn để chúng ta làm menu đã nhé. Làm NAV. Bây giờ để xử lý cái mà phần taskbar, phần NAV này nè, nó nằm tràn 100% chứ không phải nằm trong cái wrapper này là 1.000 pixel nữa, thì nó khác với cái footer nhé. Cái footer mình chỉ cần đưa ra ngoài wrapper 1.000 pixel thôi thì tự động nó được tràn ra 100% của body, nhưng mà phần trên đây thì chúng ta muốn xử lý 100% thì không được, tại bởi vì phía trên này nó phải nằm một một trong là vòng vòng wrapper 1.000 rồi. Thế thì muốn làm như vậy tôi sẽ xử lý hình lại lại như sau. Cái background phía sau chúng ta sẽ cắt lại từ trên này xuống luôn, là phóng lớn một tí xíu lên. À, kích phải vào đây chúng ta sẽ đặt tên ở đây là background của body nhé. Tôi muốn cái đó là background body luôn và tôi xuất nó ra. Thì background màu trắng để màu trắng luôn cũng được, không cần ha. Ở đây mình không cần xuất pin gì thì tôi sẽ chọn là đó là JPEG hoặc là GIF nha. 256 màu, save, nhớ select the slide và tôi save lại. Vậy chúng ta có thêm background body ở trong cái email này đây. Thì tôi không xài background navigation, tôi dùng background body để làm được cái menu đó. Chúng ta sẽ vào đây, mình đang có body đúng không? Bây giờ mình muốn viết thêm ở đây hoặc là mình định dạng thêm mình double click đây cũng được. Mình background mình lấy thêm cái hình mình vừa mới cắt, background body. Tôi không cần cho chiều rộng chiều cao bao nhiêu cả, tại vì body nó sẽ nằm luôn luôn lúc nào nó cũng theo cái giao diện màn hình 1024 hay 1280 tự động nó giãn. Tôi tận dụng vào cái background body đó, tôi đưa hình này vô chỉ cần yêu cầu nó lặp bề ngang thôi, đừng dập bề dọc. Và tôi apply chúng ta sẽ có nó sẽ tràn từ bên trái sang bên phải. Nếu mà nằm đúng thì nó sẽ fix hai bên luôn cho mình cùng với NAV. Thì nó không fix là do mình cắt không chính xác. Thì bây giờ tôi không cần cái lớp navigation ở trên đó, tôi bỏ thẳng đi luôn. Thì vậy đoạn đi xuống NAV hồi nãy tôi đưa background này thì tôi bỏ hết background đi, tôi chỉ cần NAV, tôi chỉ cần chiều rộng chiều cao thôi đủ rồi. Hình mình đã có xử lý ở bên trên cho nên tôi bỏ hết những cái thuộc tính này. Thì chúng ta có như vậy khớp liền không còn. Chúng ta chạy lại, chúng ta thấy chúng ta không còn cái, đúng không? Và để chúng ta thấy nè, cái cách là tôi vẫn muốn làm hai phần để chúng ta thấy là nhớ là cách xử lý ha. Nếu mà cái navigation mà chúng ta để nó nằm bên trong của wrapper thì nó đương nhiên nó bị wrapper nó chặn. Wrapper mình làm 906, 908, 1000 thì nó nằm đúng trong thiết kế đó thôi. Bây giờ mình muốn nằm tràn ra 100% thì mình hãy làm sao xử lý cái khu vực đó làm background của body thì nó sẽ được mở tràn ra tùy theo giao diện. Giao diện của tôi ở đây là 1380 nha. Vậy là tôi đã hướng dẫn ta được cái phần navigation này. Bây giờ mình đưa menu vô từ từ, chúng ta bắt đầu thiết kế cái phần menu rồi thiết kế hình. Tôi muốn chèn hình trước đi cho chúng ta thấy mấy cái hình cho nó đẹp ha, sau đó thì mình sẽ đưa các cái section. Rồi thì cái hình là cái phần banner nằm đây, article ở đây đúng không? Mình sẽ chèn banner vô ba cái banner. Insert hình vào đây, banner lớn, ok. Rồi
Tiếp theo. Bạn xuống dòng, bạn insert tiếp cho tôi banner nhỏ. Thì nó sẽ tràn xuống như vậy, từ từ tôi sẽ giải thích. À, mình sẽ phải làm cao để cho nó gói bạn chứ, đúng không? Banner. Tiếp theo. Banner 2. Ok. Đây. Nó nằm dày cơ. Đấy, nó không nằm ý mình đâu, đúng không? Vậy thì trong article này chúng ta chia hai phần. Phần 1 là chúng ta làm cái div cho cái banner trượt bên này. Phần 2 là chúng ta làm ba layer và một cái div cho đựng hai cái banner nhỏ nhé. Vậy thì tôi sẽ gói nó vào như sau. Tôi đặt tên ở đây một cái div với cái class đó, là slide đi. Mai mốt tôi sẽ làm slide vào đây. Này đưa ha. Bỏ bớt chữ e này đi. Tôi đóng này lại. Và xin lỗi. Hình nằm trong. Tôi đưa hình lên luôn đi cho bạn dễ hình dung. Và xuyệt deep vào đây. Xuyệt deep. À, rồi. Tiếp theo. Deep bên này không có trượt. À, thì tôi đặt tên là deep với cái class của tôi là B. Hoặc là banner. Banner nhỏ đi ha. À, đặt tên phải nằm sát thế này chứ không có được cách khoảng trắng nhá. Rồi, đóng div lại. Và mình xuyệt div ở đây. Xong. À, mình xuyệt div hai hình chứ không phải một hình ha. Mình xuống tới đây. À, vậy là cái div thứ hai gồm có hai hình. Rồi bây giờ có chuyện gì xảy ra không? Chả có gì đâu, mình đã định dạng gì đâu đúng không? Mình mới tạo div thôi. Bây giờ các div này đã được thiết kế làm sao chứ đúng không? Thì vậy thì cái div thứ nhất là div slider này, bạn để trỏ vào. Tôi định dạng slider như sau. Chiều rộng nó không có rộng thế đúng không? Nó bớt lại chứ. Vậy thì bạn sẽ xem chiều rộng bao nhiêu. Mình lấy túng cái hình mình coi cũng được, hoặc là chúng ta sẽ đo ở bên này, tức là chiều rộng của tôi bắt đầu từ đây tới đây 597 đúng không? Thì tôi sẽ cho của tôi ở đây là chiều rộng sẽ là 597 thôi. Và float left. Rồi apply chúng ta sẽ có anh bạn này sẽ nằm gọn lại. Đúng không? Và cái hình hai cái deep bên cạnh sẽ được tràn lên. Nhưng mà bây giờ tôi thấy nó nằm sát bên này cũng không sao, tại vì thiết kế mình tôi muốn đẩy vô một chút xíu cho mà ghi bạt đinh vô tí xíu cho nó đẹp ha. Thì cái bạt đinh này thì tại vì cái hình chúng ta coi kích thước bao nhiêu này. Đây muốn coi hình kích thước bao nhiêu ra ngoài này. Nó là 579. Hồi nãy chúng ta cho đây là 597 đúng không? Thì tôi muốn thêm làm gì hết á. Thì tôi mới 597 thì tôi giảm đi 17 pixel ha, cho đẩy left vô 17 pixel và cái này là 580 đấy đó, 580 ok apply. Thì vậy chúng ta thấy ở đây này, này. À, vậy là đẩy vô sát quá đúng không, bạn có thích vậy không? Không thích thì bạn giảm lại. Vậy cái này là 10 pixel thôi đấy, thì nó sẽ cái này là đẩy 10 pixel thôi. Tiếp theo cái deep bao nhiêu nhỏ bên này em muốn gì à, thì tôi nói rằng nó sẽ đẩy cái bên cạnh này ra một tí đúng không, bạn thích thì cho độ rộng, thích nếu mà thích chính xác thì bạn vào đây bạn lại đo tiếp từ đây qua đây của nó là 393 thì banner nhỏ mà cho đây 393 và float left cũng được, float right cũng được đúng không? Nó sẽ nằm đây nhưng mà tôi muốn nó đẩy xích ra 10 pixel cho nên ở đây tôi cho 383 và ở đây sẽ là 10 pixel. Đó, mình dùng vậy được chưa? Nó sẽ đẩy đây. Đó, vậy thì chúng ta đã có được cái banner này vào như thế này. Ba cái banner. À. Float left nó ha. Rồi tiếp theo bây giờ tôi làm cái N3V ở đây ha. Mình sẽ sang bên file mẫu Photoshop thiết kế bên này. Chúng ta sẽ lấy công cụ text
Lần này cũng được, nick vào đây ha, double click vào. Đã hết cái đám chữ này. Rồi, mình về lại bên đây. Và chúng ta để đúng vào vị trí nha. Đây, NAV. Thả vô. Thì chúng ta có chữ nào trong này. Bây giờ tôi muốn tạo ULLI à, trong cái menu hôm trước cô có hướng dẫn rồi ở đây ha. Bây giờ chúng tôi sẽ enter xuống dòng. Đây, tạo một cái nữa. Enter xuống dòng tiếp, enter xuống dòng. Đây là chúng ta từng nhớ list riêng cho rất là nhanh. Rồi, sau đó chúng ta sẽ link. Tôi cứ tạm thời link à, link tạm ở đây. Khi chúng ta có trang rồi thì chúng ta sẽ link nhiều hơn. Đây ha, đây. Rồi. Mình có tất cả. Giờ tôi muốn có một cái list đầu tiên nữa, trong đó chỉ có cái hình thôi. Ha, thì tôi tạo một cái list phía trên ha. Trên này tôi chèn cái icon home á, cái hình có nút trang chủ vô. eHome đâu rồi? Vậy là eHome mình chưa xuất ha, quay trở về xuất cái home ra cái anh bạn này. Đấy mình cắt mà mình quên không chọn xuất. Bây giờ mình sẽ xuất lại. Đây. Thì cái này mình xuất mình phải tắt hết ha, tắt hết background. Background tắt hết không để gì hết. Đó, còn cái gì là mình tắt cái đó. Tắt cả background dưới luôn nếu cần. À, mình còn cái thanh gì trên đây tắt luôn. Tất cả ha. Rồi. Đặt tên lại hồi nãy mình làm mình quên không có xuất. Mình tắt ra luôn thì đặt này là eHome. Rồi, save lại. Chọn PNG 24 cho nó. Rồi, shut. Thì bên đây mình có eHome mình lấy vào. Ok. Rồi anh bạn này tôi cũng link cho nó một cái. Rồi ha. Vậy là chúng ta có trang chủ và các trang bên trong. Bây giờ mình style thế nào đây? Mình save lại cái đi. Mình để trỏ vào UL. Ý tôi muốn UL của tôi sẽ được định dạng như thế nào đúng không? Thì tôi sẽ style ở đây. À, bỏ wrapper đi. Vậy là mình có navigation UL. À, tôi định dạng thế này 30 nhé. Tôi muốn là padding tôi không có nữa này. À, margin tôi bỏ đi này. Đó. Đồng thời tôi cho không chấm đầu dòng nữa này. Đây. Rồi sau khi em làm vậy rồi thì tôi muốn nhìn lại đây. Vậy thì tôi đóng lại tôi mở lên tiếp ha. Tôi kéo cái gài đây để bạn nhớ lại cái. Đó. Cái không chạm nhầm gì tí đấy lại. Open lại file gốc nha. Đấy. Vậy thì cái nút của mình nó không bắt đầu ngay sát ở bên ngoài này mà nó cách vô đây bao nhiêu đúng không? Thì chúng ta đo. Đó. Đây là tính là padding, ta xích xích ở đây. Đây, nó là bao nhiêu? Xem lại ha. Chiều rộng 47 pixel. Vậy thì tôi sẽ cho và đây lại là bỏ cái này ra. Tôi cho này là 47. Mấy này delete hết luôn để khỏi mất công sync code ha. Đó, thì nó đẩy vô như vậy cho tôi. À, để đó đã ha. Tiếp theo đến list, tôi muốn mà nó sẽ nằm ngang ra từng list cho tôi. Thì tôi sẽ định như thế này. Floor left cho tôi. Đây. Nằm ngang lên liền đúng không? Đấy. Ok xuống. Bây giờ tôi muốn là nó không có nằm tuốt lên trên mà nó được đẩy xuống dưới chỗ này từ trên xuống 10 pixel. Thì tôi lại UL hồi nãy đấy. Tôi cho margin này bằng 0. Bây giờ tôi cho bằng 10 pixel. À, thì nó sẽ đẩy xuống. Bạn muốn xuống nữa, bạn đẩy nữa. Nhưng mà tôi muốn xuống vậy thôi. Tí xíu tôi sẽ vào trong A. Tôi định dạng từng cái A nó như thế nào là nó ra ngay. Bây giờ đặt theo ha. Đặt vô A. Từng cái link trong này. Thì tôi sẽ định dạng à,
Đầu tiên là tôi muốn nó khối lên, lớp lên. Đó vậy. Tiếp theo là tôi muốn chiều cao dòng. Đó, bây giờ nó sẽ là bao nhiêu? Chúng ta quan sát. Hồi nãy là tôi muốn là từ đây, trong cái diện tích này, từ đây đến đây nè. Đó, nó là 29. Chiều cao 29 ha. Đấy. Tôi sẽ mở vào đây tiếp và tôi bảo chiều cao dòng là 29 pixel đấy. Được chưa? Và tôi đẩy hai bên trái phải của tôi. Bỏ này đi ha, bên tay phải tôi đẩy ra là khoảng 15 pixel đi, bên tay trái 15 pixel nữa luôn. Đó, tôi sẽ đổi rộng ra thế này cho tôi. Để xem mình cho nó 29. Thì khi hover nó không có được à, tôi muốn là bây giờ chiều cao nó phải cao lên tới trên này luôn. Rồi ha, bây giờ tôi sẽ cho bạn này, thay vì tôi đẩy cái này thì tôi cho bằng không đi, không đẩy nữa ha. Bây giờ tôi đẩy ở trên, trong tôi đưa vào trong bắt A này tôi mới đẩy. Đó. Thì A này bây giờ tôi đẩy margin trong này, thay vì đẩy ngoài thì tôi vào đây mới đẩy, tôi xuống còn xuống 10 pixel giống như này. Đúng không? Thì nó cũng đẩy vô nằm đúng chỗ cho tôi. Để làm chi? Tức là tôi muốn như vậy là tổng cộng cái A của tôi nó sẽ được là 29 cộng với 10 nữa là 39. Khi tôi hover nó sẽ chồm lên trên này 10 pixel cho tôi. Đó. Tiếp theo là tôi muốn là text nó sẽ là một màu trắng. Không gạch chân nữa. Đây. Được chưa? Đây. Bây giờ tôi làm A hover. Tôi vẫn để trỏ vào E và tôi style tiếp, tôi để A hover, xóa cái này đi. 2 chấm hover. Thì cái hover tôi có một cái background trong suốt hồi nãy, màu đen đen trong trong. Thì tôi có cắt hồi nãy là miếng này. À, thì mình cho nó repeat thoải mái trong diện tích chúng ta đang có. À, thì tôi biết là lock hồi nãy là được rồi, thì tôi chắc mắt tôi cho ok, chúng ta xem đó ha. Đây. Được chưa? Đây, A hover. Ừ. Bây giờ cái end home này ha, nó tràn xuống đây, cái này là chưa, đi này lóc là chưa, tí xíu tôi sẽ chạy định dạng cái home này cho nó phủ lên. Và sau khi tôi định dạng xong thì hover vào, chúng ta thấy nó chồm lên trên được như vậy, đúng không? Nó tràn lên trên 10 pixel, tức là một A của tôi nó, ta coi lại kích cỡ ha, một A của tôi nó có chiều cao là tới 39 pixel, trong đó cái phần chữ nó chiếm 10 29 pixel thôi và nó đẩy từ ở trên xuống 10 là tổng cộng là 30 đúng không? 29 của cái dòng này đẩy từ trên xuống đây 10 là tổng cộng là 39, còn hai bên trái phải 15 để anh chi. Là khi hover vô nó sẽ có cái phần tràn lên trên 10 pixel cho tôi. Với cái background là chúng ta vừa mới lấy hồi nãy, background hover nó là một cái màu như vậy. Rồi sau đó thì tôi bo góc, đúng không? Thì tôi sẽ viết thêm bo góc vào ở trong cái A này ha, cái A này nhá. A hover bo góc cũng được. Vào đây tôi sẽ cho bo góc vô border. Rồi, radius tôi cho bo này khoảng 15 pixel hay 8 pixel đi. Đấy. Này, nó sẽ bo góc với bài. Thì tôi muốn cái nút đầu tiên này đó, nó không phải đợi chừng nào đưa mouse vô mới hover, nó hover luôn. Thì tôi sẽ viết vào đây. Hồi nãy tôi style bên này cho nó là chưa có style đúng không? Thì cái này A này ha. Đó, tôi lấy một cái class đó, là home đi. Rồi. Thì tôi sẽ về đây vì nó định dạng giống nhau, tôi chỉ phải home ở đây thôi. Đấy. Rồi. Tắt đi. Chúng ta sẽ thấy là bây giờ như vậy ha, nó tràn lên đây. Nút home này background sẽ là một cái màu như vậy. Thì ở đây mình phải chấm home dash mà, đúng không? Đó thì nó sẽ là nó được như thế này cho mình.
À, do cái hình này mình cắt hồi nãy cũng còn cái hình có phần background màu gì bên trên hả, nếu mà ấy mình về Photoshop mình sửa. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã có được cái menu đúng ý mình như thế này đây. Đấy, hover. Thì nếu mình muốn là mỗi một cái a cái a khi mà được hover nó cách khoảng trắng một tí thì bây giờ mình thêm margin vào trong cái a này một tí là được. Vậy thì ta muốn mỗi một cái margin hai bên trái phải đi. À, bên bên phải thôi được rồi, nó ra 2 pixel. Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ chạy xem và nó sẽ cách ra một tí xíu so với cái đầu tiên. Đó, hai hai ha. Rồi. Thì cái này tôi trong các khuôn khổ này tôi không muốn hướng dẫn chúng ta cái menu con. Menu con tôi đã có một cái file nói trước đó. Thì ở đây tôi làm theo bài là tới đây thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn biết thầm là menu con thì chúng ta xem cái file cái phần trước đó một bài nhé. Thì tôi đã xong đến đây và thế này.